Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tiết công nghệ 6. Trong nội dung video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1. Nội dung kiểm tra giữa kỳ của chúng ta sẽ gồm có 3 mạch nội dung. Mạch nội dung đầu tiên, nhà ở đối với con người. Mạch nội dung thứ hai, sử dụng năng lượng trong gia đình. Nội dung thứ ba, ngôi nhà thông minh. Trong 3 nội dung này thì chúng ta sẽ có cấu trúc đề như sau. 1. Tự luận. Tự luận sẽ chiếm 6 điểm. Trong phần tự luận này chủ yếu sẽ xoay quanh những vấn đề thông hiểu và vận dụng của các em. Đến phần thứ hai là phần trắc nghiệm. Trong phần trắc nghiệm này chúng ta sẽ xoay quanh những vấn đề nhận biết, thông hiểu. Đối với phần trắc nghiệm thì các em có thể xem qua trong đề cương tài liệu cô sẽ phát sắp tới. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em về câu tự luận. Đến với câu hỏi đầu tiên sẽ nằm trong phần mạch nội dung 1, nhà ở đối với con người. Câu hỏi có nội dung như sau. Bê tông được tạo ra như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể quan sát trên hình. Muốn tạo ra được bê tông thì chúng ta sẽ kết hợp giữa cát, xi măng, đá hoặc sỏi cùng với nước. Sau khi chúng ta sẽ ra được bê tông thì chúng ta sẽ ứng dụng trong việc tráng nền, làm móng nhà. Câu hỏi tiếp theo. Để liên kết các viên gạch với nhau thành khối tường, người ta dùng các vật liệu gì? Tương tự đối với bê tông thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cát, xi măng kết hợp với nước để tạo ra được một hỗn hợp vữa xi măng cát. Vữa xi măng cát này chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình xây tường, tráng tường. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai cũng nằm trong phần mạch nội dung 1, đó chính là nêu quy trình xây dựng nhà ở. Để xây dựng được nhà ở thì chúng ta sẽ có 3 quy trình, 3 bước cơ bản như sau. Bước đầu tiên, chuẩn bị. Trong quá trình chuẩn bị này thì chúng ta sẽ chọn kiểu nhà hay nói cách khác là làm việc với kiến trúc sư để nêu ra được ý tưởng của bản thân mình. Sau đó sẽ là vẽ thiết kế và chọn vật liệu phù hợp với ngôi nhà cũng như là phù hợp với chất liệu kiểu dáng ngôi nhà mà chúng ta đã chọn. Bước 2, thi công xây dựng. Chúng ta sẽ xây dựng móng nhà trước, sau đó sẽ tính thân nhà. Trong thân nhà sẽ bao gồm các bộ phận như là cột nhà, tường nhà, dăm nhà. Sau khi xây dựng xong phần cấu trúc bên ngoài thân nhà xong thì chúng ta sẽ tiến bước lợp mái nhà. Bước cuối cùng đó chính là bước hoàn thiện ngôi nhà. Trong phần hoàn thiện này, chúng ta sẽ tiến hành phần quét vôi và sơn nhà, trang trí nội thất, lắp đặt hệ thống điện nước, v.v. Đến với câu hỏi vận dụng của mạch nội dung 2, sử dụng năng lượng trong gia đình, thì chúng ta có câu hỏi như sau. Nêu ví dụ cụ thể của các biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình em theo gợi ý trong bảng sau. Chúng ta sẽ có 4 gợi ý. Gợi ý đầu tiên, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đối với phần này thì chúng ta có thể cho ví dụ như sau. Dùng quạt điện có nhãn dán tiết kiệm năng lượng, hoặc là chúng ta điều chỉnh các đồ dùng hoạt động bằng điện ở mức vừa đủ dùng. Đối với gợi ý thứ hai, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thì chúng ta có thể sử dụng năng lượng của mặt trời để chiếu sáng hay nói cách khác là sử dụng ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra thì chúng ta có thể tận dụng năng lượng gió để làm mát vào ban ngày hoặc ban đêm. Gợi ý thứ ba, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh và kiểm tra máy giặt hoặc các đồ dùng điện nói chung như tủ lạnh, máy lạnh. Còn đối với gợi ý cuối cùng, sử dụng thói quen, xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm. Điều cơ bản nhất chúng ta luôn phải nhớ là chúng ta phải khi đi mà ra ngoài thì chúng ta nên tắt hết đèn quạt trong phòng, hoặc chúng ta không nên vừa bật tivi mà chúng ta vừa đi ra khỏi phòng.
Sau khi chúng ta đã biết hết các biện pháp để giúp mình tiết kiệm năng lượng, thì theo em, việc sử dụng tiết kiệm năng lượng mang lại lợi ích gì cho gia đình của chúng ta và cho xã hội? Thì câu trả lời của câu hỏi này như sau. Đầu tiên, đối với gia đình thì chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền điện hàng tháng cho gia đình của mình. Ngoài ra, chúng ta còn góp phần bảo vệ môi trường do giảm lượng khí thải và chất thải trong quá trình sản xuất năng lượng tạo ra. Câu hỏi tiếp theo sẽ thuộc trong phần nhận biết của mạch nội dung 3, đặc điểm của một ngôi nhà thông minh. Đặc điểm của một ngôi nhà thông minh sẽ có 3 đặc điểm như sau. Đặc điểm đầu tiên đó chính là tính tiện ích. Có hệ thống điều khiển các đồ dùng điện của ngôi nhà tự động hoạt động theo chương trình đã cài đặt sẵn. Đặc điểm thứ hai của một ngôi nhà thông minh đó chính là tính an toàn, an ninh. Chúng ta có thể giám sát ngôi nhà và điều khiển các đồ dùng điện trong nhà từ xa thông qua các phần mềm cài đặt trên điện thoại, trên máy tính bảng, trên máy tính xách tay. Đặc điểm cuối cùng đó chính là tiết kiệm năng lượng. Chúng ta có thể tận dụng tối đa năng lượng gió tự nhiên và năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng pin năng lượng mặt trời để giảm được tối thiểu tiền điện của gia đình chúng ta sử dụng hàng tháng. Sau khi chúng ta đã gợi nhớ 3 đặc điểm của ngôi nhà thông minh, thì các em hãy cho cô biết mô tả dưới đây thuộc đặc điểm nào của một ngôi nhà thông minh. Chúng ta sẽ có 4 mô tả. Mô tả đầu tiên, có hệ thống pin năng lượng mặt trời trật trên mái nhà. Thì các em có thể thấy đây là một đặc tính tiết kiệm năng lượng. Đến với mô tả thứ hai, cửa được mở hoặc đóng khi nhận được yêu cầu bằng giọng nói của chủ nhà. Đây là một thuộc đặc điểm tính tiện ích của một ngôi nhà thông minh. Đến với mô tả thứ ba, xem lại hoạt động đã diễn ra trong ngôi nhà của chúng ta nhiều ngày thông qua việc camera. Thì đây thể hiện được đặc điểm tính an toàn an ninh của ngôi nhà thông minh. Mô tả cuối cùng, khi nằm vào giường ngủ sau 15 phút đèn sẽ giảm đi ánh sáng. Thì đây là một đặc điểm đầu tiên là tính tiện ích của ngôi nhà thông minh. Sau khi chúng ta đã ôm xong về phần lý thuyết thì các em về nhà xem tiếp cho cô 20 câu trắc nghiệm trong đề cương. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần số 11. Thì nội dung kiểm tra giữa kỳ sẽ nằm trong phần đề cương.